Vì sao Kim Huệ rời chiếc ghế huấn luyện viên bóng chuyền Vietinbank? Việc Kim Huệ đột ngột rời khỏi ghế huấn luyện viên trưởng Vietinbank khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng trên thực tế, đội bóng ngân hàng gần như không có biến động gì lớn. Người hâm mộ Kim Huệ nói riêng và câu lạc bộ Vietinbank nói chung cảm thấy rất hụt hẫng khi tượng đài bóng chuyền Việt Nam một thời quyết định không ngồi chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội bóng nữa. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nữ huấn luyện viên sinh năm 1982, gần như câu lạc bộ Vietinbank không có bất cứ biến động nào ở ban huấn luyện. Kể từ khi ông Nguyễn Duy Quang gia nhập Vietinbank với vai trò trợ lý huấn luyện viên, công tác chuyên môn đội bóng được san sẻ đều. Có thể nói rằng đội bóng ngân hàng như có hai huấn luyện viên. Tuy nhiên, trước khi bước vào mùa giải 2023, huấn luyện viên Kim Huệ do bận việc riêng cũng như theo học thạc sĩ nên quyết định nhường lại chiếc ghế thuyền trưởng cho người đồng nghiệp cũng là bạn thân của mình. Thay vào đó, tượng đài bóng chuyền Việt Nam một thời quyết định lùi về với vai trò trợ lý. Trên thực tế, ngoài việc thay đổi chức danh thì mọi thứ đều được giữ nguyên. Qua đó, người hâm mộ có thể yên tâm rằng Kim Huệ vẫn đang tiếp tục gắn bó với môn thể thao đã tạo nên tên tuổi của mình. Trở lại ở thời điểm Vietinbank trải qua bước chuyển giao với rất nhiều khó khăn. Với tư cách huấn luyện viên phó, ông Nguyễn Duy Quang góp rất nhiều công sức giúp đội bóng ngân hàng vượt qua thử thách để tiếp tục trụ hạng ở sân chơi cao nhất bóng chuyền Việt Nam. Người ta vẫn nói rằng sự mắt tay của ông Duy Quang một phần được thừa hưởng từ gen của người cha huyền thoại, huấn luyện viên Mạnh Hùng. Những người yêu bóng chuyền Việt Nam chắc hẳn không thể quên vị thuyền trưởng từng giúp Bưu điện Hà Nội cả nam và nữ từ một đội bóng rất bình thường trở thành thế lực tại giải vô địch quốc gia với nhiều chức vô địch liên tiếp. Lên dẫn dắt đội tuyển quốc gia, ông cũng mang về huy chương bạc cho cả đội nam và nữ, thành tích mà chưa huấn luyện viên nào khác làm được. Có thể thấy rằng, sau khi Vietinbank chảy máu nhân lực nặng nề vì các cầu thủ chủ lực rời đi, thì đội vẫn trụ lại ở đường đua quốc gia và vẫn đang vực dậy. Đội bóng chuyền nữ Vietinbank đã gặt hái được thành tích như là top 4 đội mạnh nhất giải vô địch bóng chuyền trẻ quốc gia, giải 3 cúp các câu lạc bộ bóng chuyền trẻ quốc gia, vô địch cúp bóng chuyền U23 quốc gia. Đặc biệt, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Huệ ở lứa trẻ, các cô gái ngân hàng công thương đã bảo vệ thành công chức vô địch tại giải bóng chuyền U23 quốc gia. Hình ảnh của những huấn luyện viên nữ xuất hiện tại giải bóng chuyền cấp độ cao nhất Việt Nam đã gần như vắng bóng. Trước mùa giải 2023 có hai nữ tướng còn làm việc, đó là bà Lương Nguyễn Ngọc Hiền và Kim Huệ, nhưng cả hai đều đã dừng công việc của mình. Sau rất nhiều những nỗ lực thì nữ thành phố Hồ Chí Minh đã tăng hạng ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023. Như vậy, huấn luyện viên Trần Hiền là nữ tướng duy nhất tại giải đấu. Thế nhưng, đội bóng thành phố mang tên Bác với rất nhiều khó khăn trong thời gian gần đây sẽ phải nỗ lực hết mình cho tấm vé trụ hạng. Trở lại với thầy trò huấn luyện viên Duy Quang, sau khi giành được chức vô địch U23 quốc gia, Vietinbank đang rất tự tin bước vào mùa giải 2023. Tuy nhiên, với lực lượng hiện tại vẫn còn rất nhiều khó khăn với mục tiêu rõ ràng hơn cả là tấm vé trụ hạng. Tại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, Vietinbank nằm ở bảng A cùng Kinh Bắc Bắc Ninh, Gelesimco Thái Bình, Ninh Bình Liên Việt Postbank và Than Quảng Ninh. Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 tại Bắc Ninh.